Nhìn lại bức tranh kinh tế thế giới năm 2012, có thể thấy là xu hướng chung là sự giảm tốc của nhiều nền kinh tế, từ Mỹ này, châu Âu này đến Trung Quốc, Hàn Quốc và cả nhiều nền kinh tế đầu tàu. Và cả nền kinh tế đầu tàu của ASEAN là Singapore. Nhưng mà năm 2013 này thì được dự báo là sẽ chứng kiến những bước cải cách mạnh mẽ của các nền kinh tế để vượt lên khủng hoảng. Câu chuyện từ Singapore do các phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại đây cung cấp. Là trung tâm kinh tế và giao dịch tài chính của khu vực và thế giới, nên mọi biến động trên thế giới đều tác động mạnh mẽ tới nền kinh tế của Singapore. Chính vì vậy mà năm 2012 là năm đầy khó khăn đối với Singapore trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu rơi vào khủng hoảng. Số liệu thống kê cuối cùng cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế của Singapore trong năm 2012 là 1,2%, thấp hơn con số dự báo chính thức 1,5% trước đó và thấp hơn nhiều so với con số gần 5% của năm 2011. Sự sụt giảm mạnh này được cho là tác động của sự xuống dốc của các nền kinh tế Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Bên cạnh đó, chính sách hạn chế người nước ngoài của chính phủ Singapore cũng đã gây khó khăn cho một số ngành công nghiệp vốn cần tuyển dụng lao động nước ngoài để đạt tăng trưởng. Singapore đã có sự điều chỉnh chính sách trên cơ sở nhìn nhận vào thực tế và lắng nghe dư luận người dân. Theo đó, trong thời gian tới, Singapore bước sang giai đoạn tăng trưởng chậm hơn, chú trọng chất lượng tăng trưởng. Các công ty Singapore được định hướng phải tăng năng suất lao động nhằm giảm nhập khẩu lao động rẻ từ nước ngoài, phù hợp với chính sách cắt giảm lao động nước ngoài của chính phủ. Tôi nghĩ là Singapore cũng như nhiều nước khác trong khu vực và trên toàn thế giới đều phải đương đầu với những cái bất ổn kinh tế toàn cầu. Và đây là bài toán rất là khó khăn, chưa từng thấy trước đây. Thì Singapore thì có cái truyền thống tức là tạo ra một cái sức bật rất mạnh sau mỗi cuộc khủng hoảng. Cho nên họ đang giáo diết chỉnh sửa lại chính sách để tạo ra cái cải biến mạnh mẽ, luôn luôn biến cái khó khăn thành thuận lợi, tức là buộc cả nền kinh tế cũng như từng cá nhân, từng doanh nghiệp phải nỗ lực vượt bậc. Dù tăng trưởng chậm lại, nhưng với mức GDP theo đầu người hiện đã lên tới gần 60.000 đô la Mỹ, Singapore vẫn là nền kinh tế đầu tàu của ASEAN. Singapore đang tích cực triển khai kế hoạch hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015 và hỗ trợ các nước ASEAN khác trong tiến trình này. Singapore giống như nhiều nước khác, bao gồm cả Việt Nam, đang chủ động tích cực trong tiến trình thành lập cộng đồng kinh tế ASEAN. Singapore cũng đã cam kết 170 triệu đô la cho sáng kiến hội nhập ASEAN. Sáng kiến này là cách mà Singapore giúp các nước kém phát triển hơn xóa đi khoảng cách chênh lệch để họ có thể hoàn thành nghĩa vụ của mình. Đó là cách khiêm tốn mà chúng tôi tham gia trong tiến trình tổng thể, bên cạnh việc tích cực tham gia cùng với các nước ASEAN khác nhằm đạt được mục tiêu hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN. Bước sang năm 2013, dù còn nhiều thách thức ở phía trước, nhưng Singapore cũng như các nước ASEAN khác vẫn đang cùng nhau vững bước trên con đường hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015.